Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ trải qua 48 giờ biến thành quái vật bò Junomaly. Chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại biến đổi như vậy? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Ngon quá, ngon quá. Chưa bao giờ tôi được ăn nhiều cỏ như thế này. Mọi người ơi, tôi cảm thấy nơi này không ổn tí nào. Chúng ta mau thoát quay trở lại rừng đi. Không được, ở trong rừng bữa đói bữa no. Thật không ngờ sau khi bị bắt tới đây, chúng ta lại được ăn nhiều và ngon đến như vậy. Chết tiệt, nhưng mà nơi đây là lò mổ bò đó. Bà chủ ơi, bán cho tôi 2 cân thịt bò. Tôi tới trước, bán cho tôi trước đi. Được rồi mọi người, bình tĩnh đi. Thịt bò còn nhiều lắm, hết thì chúng tôi sẽ tiếp tục mổ. Đừng có giành nhau nữa. Anh à, mau đi mổ thêm vài con bò bán cho khách đi. Hả, hiểu rồi. Mọi người cứ từ từ, tôi đi mổ bò đây. Ai đến sao, vẫn có thịt bò mới. Nào, các cục cưng, đến lúc các ngươi phải đi đầu thai lại rồi. Chết đi, chết đi. Được rồi, mổ 3 con này trước. Không, không, lũ con người chết tiệt. Không ổn rồi, mau chạy ra khỏi đây đi. Hả, gì thế kia? Một con bò bỏ trốn mà. Chết tiệt, mau đứng lại. Ban đầu tôi là một chú bò rừng sống chung với bầy đàn của mình, nhưng mấy ngày trước chúng tôi không may bị lũ thợ săn bắt được và bán cho một lò mổ bò. Trong khi các đồng loại của tôi chỉ biết ăn ngủ với ị, thì tôi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đó, và cuối cùng hôm nay tôi đã thoát ra ngoài được, nhưng lại bị tên đồ tể chặn đầu một lần nữa. Mẹ kiếp mày, con bò ngu ngốc này, mày tưởng mày có thể thoát khỏi tay tao ở cái địa bàn này hay sao? Tao sẽ mổ bụng mày, bấm thế ớt của mày thật ngàn mảnh. Nhưng kết quả là hắn đã sơ sức, bị tôi dùng sừng đâm cho lũng bụng chết tại chỗ. Này, ở đây có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng la hét rất thảm khốc. À, thưa chết tiệt gì đây? Lại thêm một tên con người ở đâu xuất hiện nữa? Người tới đây định bắt ta đúng không? Bình tĩnh đi, đừng kích động, ta không làm hại người đâu. Chết tiệt, ta không bao giờ tin lũ con người đâu. Kẻ nào lại gần ta sẽ hút chết kẻ đó. Lúc này, có một thứ kỳ quái nào đó xuất hiện sau lưng tôi. Tôi tưởng hắn là một con người bắt mình, và tôi tấn công hắn. Kết quả, thứ này rất mạnh, đã đánh tôi bất tỉnh. Hả? Cuối cùng, ngươi cũng đã dậy rồi à? Đây là đâu thế này? Chết tiệt, các ngươi là ai? Sao trông các ngươi gớm ghiếc vậy? Hả? Là tên người quái dị này, thì ra các ngươi chung một phe. Ta sẽ giết chết các ngươi. Ta phải giết sạch loài người. Bình tĩnh đi anh bạn. Chúng tôi là những quái vật Junomaly. Còn quái vật người vừa cứu anh bạn đó, cậu ấy không muốn hại anh bạn đâu. Cái gì? Quái vật Junomaly à? Ta chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng các ngươi chưa chắc một tên con người trong đây, thì ta không bao giờ tin các ngươi. Không bao giờ tin loài người. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Bọn chúng hết lần này đến lần khác săn bắt loài bò của chúng tôi, thậm chí còn tàn nhẫn hơn, lại tạo ra những con bò con, rồi sau đó bắt tất cả chúng tôi bán cho lò mổ bò. Bọn chúng mổ chúng tôi, ăn thịt làm thức ăn. Lũ độc ác đó, tại sao thế giới tự nhiên lại cho bọn chúng trí tuệ để bọn chúng thống trị cả thế gian này? Nếu loài bò của chúng tôi được thống trị thế gian này thì sẽ tốt hơn bọn chúng gấp 100.000 lần. Anh bạn hãy nghe ta nói đây. Lũ con người tuy độc ác, nhưng bọn chúng vẫn biết bảo vệ môi trường và chống lại thế lực xấu xa. Ngươi cấm mồm đi. Đúng là các ngươi cùng phe với bọn con người mà. Ta không tin đâu. Lũ độc ác đó đang tàn phá thế giới này mà thôi. Thôi được rồi, nếu anh bạn không chịu lắng nghe, chỉ còn cách ta sẽ đưa anh bạn tới một nơi. Tại nơi đó, loài bò của anh bạn sẽ làm bá chủ hành tinh. Tôi vô tình gặp những sinh vật hết sức quái lạ. Bọn chúng cố gắng ngăn cản tôi căm thù loài người, nhưng bất thành. Sau đó, bọn chúng đã cho một thứ vật thể bay từ trên trời và chiếu vào người tôi. Mắt tôi trói lò, và khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở một thế giới khác. Lúc này ngó xuống, thì tôi thấy tôi có thể đứng bằng 2 chân, có thể nói chuyện được, và thậm chí tôi đang cầm vũ khí. Tiến lên, tiến lên.
ở đằng kia. Hình như là những con heo. Bọn chúng cũng di chuyển bằng hai chân, cầm vũ khí và biết nói chuyện hay sao? Này, các ngươi sao chạy lung tung thế này? Các ngươi không sợ lũ con người săn bắn hay sao? Ngươi cầm mồm lại đi. Lũ con người chỉ là thức ăn của bọn ta mà thôi. Còn lũ bò của các ngươi mới chính là những kẻ tàn độc tàn phá thế giới này. Bọn ta phải tiêu diệt các ngươi. Chết tiệt, các ngươi nói cái quái quỷ gì vậy? Vậy là từ miệng của những con heo này, tôi đã biết được mình đã tới được một thế giới rất đặc biệt. Nơi đây, loài bò của chúng tôi chính là bá chủ và đang thống trị các loài khác. Con lũ con người chỉ là thức ăn cỏ rác mà thôi. Nào, các thần dân bò, các ngươi ở đâu hết rồi? Mà quy tụ về đây đi, ta có phần thưởng dành cho các ngươi đây. Sau khi hạ gục những con heo dữ tợn muốn tấn công giết chết tôi lại tiếp tục đứng thẫn thờ, nhìn ngắm và không tin rằng mình đang ở thế giới mà loài bò làm bá chủ. Thì bỗng dưng một âm thanh vô cùng quen thuộc đã gọi tôi. Tôi quay lại thì nhìn thấy một quái vật bò to lớn, dường như đó chính là chủ tể của tôi, và ông ấy đang gọi tất cả thần dân quay trở về. Nào các chiến binh bò, hãy tập trung lại đi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng vì đã thống trị được cả thế giới này. Chúa tể muôn năm, loài bò muôn năm. Tôi cũng nhanh chóng di chuyển tới bữa tiệc đó, nhưng trước mắt của tôi lại xuất hiện một thứ gì đó trông rất gớm ghiếc, đầy máu và thịt, chứ không hề có cọng cỏ nào. Này anh bạn, làm như từ trên trời mới rớt xuống vậy. Loài bò của chúng ta đã không ăn cỏ từ lâu rồi, bây giờ chúng ta ăn thịt mà thôi. Cái gì chứ? Loài bò của chúng ta không ăn cỏ mà đã ăn thịt rồi à? Là thịt người mà. Này, thịt người thì đã sao chứ? Hồi đó tới giờ lũ con người sinh ra là làm thức ăn cho chúng ta, người có gì mà thắc mắc dữ vậy? Không thể nào, loài bò của chúng ta hiền lành, ăn cỏ, giúp đỡ những sinh vật khác. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này? Này, ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy? Nếu loài bò của chúng ta không đàn áp loài khác, không giết, không chém, thậm chí không ăn thịt, thì đã không thống trị thế giới như ngày hôm nay rồi. Không thể nào, không lẽ loài bò cũng không khác gì con người khi trở thành bá chủ, độc ác đến như vậy hay sao? Mẹ kiếp ngươi, người to gan dám so sánh loài bò cao quý chúng ta với lũ con người hèn nhát yếu đuối chỉ biết ăn cỏ này hay sao? Chết tiệt, ngươi đã biến chất rồi, ta sẽ tiêu diệt ngươi khỏi mày để khỏi ảnh hưởng tới những thành viên khác. Không, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Sao rồi? Ngươi cảm nhận như thế nào? Ta biết sai rồi, ta biết lỗi rồi. Cuối cùng ngươi cũng chịu hiểu, mỗi thế giới, mỗi thời kỳ và mỗi loài khác nhau, tất cả những loài chúa tể đều độc ác như vậy. Nhưng ít nhất tại trái đất, loài người vẫn còn lương tri. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Nếu ngươi không chê thì hãy gia nhập cùng chúng ta, đi khắp mọi nơi bảo vệ những loài động vật yếu đuối. Được. Cuối cùng tôi cũng đã trở thành một thành viên quái vật bò Junomaly. Tôi cùng với các đồng đội được nhận nhiệm vụ đi bảo vệ những sinh vật yếu đuối khác. Sau đó tôi xin phép thủ lĩnh quay trở lại hành tinh chúa tể quái vật bò để ngăn chặn sự tàn độc của bọn chúng. Nhưng khi trở lại hành tinh này, dường như mọi thứ đã thay đổi. Loài quái vật heo trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Bọn chúng chế tạo ra những vũ khí, những robot máy móc vô cùng hiện đại và tiêu diệt sạch sẽ loài bò, trở thành chúa tể mới. Tuy nhiên, lũ heo đã bắt đầu trở nên hách dịch, độc ác và tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần loài bò. Chúng tôi không thể nào đứng nhìn một cuộc thảm sát đến từ loài heo, nên quyết định ra tay tiêu diệt những người máy sắt của bọn chúng. Mẹ kiếp, những thứ quái quỷ này, chúng mày là ai? Chúng mày đến từ đâu? Chúng mày định lật đổ đế chế của loài heo bọn ta à?
Bọn ta chính là những quái vật Zoonomaly. Bọn ta đại diện cho công lý chính nghĩa, bảo vệ những sinh vật yếu đuối mà bị các ngươi tàn sát. Bọn ta đến đây không phải tranh giành quyền lực với các ngươi, mà muốn dạy cho các ngươi một bài học, cho các ngươi biết rằng trên các ngươi còn có những quái vật mạnh mẽ hơn. Mẹ kiếp, bọn ta là chúa tể muôn loài ở đây. Các ngươi đụng tới bọn ta sẽ cho các ngươi chết hết. Kể từ đó, lũ heo rừng vẫn là chúa tể của hành tinh này. Tuy nhiên bọn chúng không còn tàn nhẫn và độc ác như trước nữa, bởi vì bọn chúng luôn biết rằng phía trên bọn chúng vẫn có một thế lực nào đó nhìn ngó bọn chúng.